Đây mảnh đất Duy Tùng đang định giới thiệu cho quý chị và các bạn đây. Tổng diện tích là 334,8 m. Có 10 m mặt tiền. Vâng. Đất thì rất là vuông. Trước một cái ao rất là lớn đây. Và ngay sát bên cạnh nó là trường học xã Cổ Đông. Nằm mảnh đất nằm gần với trục chính xã Cổ Đông, chỉ khoảng tầm 20 m là ra trục chính xã Cổ Đông thôi. Vâng, đây ạ. Chính là mảnh đất 334,8 có 10 mét mặt tiền. Và phía tay em chỉ đây là đường trước mặt đây. Đường trước mặt mà ô tô đang đi đó. Đó là trục chính Cổ Đông. Từ mảnh đất này ra đường quốc lộ 21 chỉ khoảng tầm 400 m. Vâng, 4 đến 500 m là ra trục chính quốc lộ 21. Mảnh đất thì gần với trường học đây. Đây là trường học mới xây của xã Cổ Đông. Mảnh đất nằm tại thôn Đồng Trạm, xã Cổ Đông, Sơn Tây. Đây ạ, trước mặt nó là trục chính đấy. Em sẽ đi ra trục chính để cho quý anh chị và các bạn xem rõ nhé. Và đây, sát sườn bên cạnh nó là một cái ao rất lớn. Sau cải tạo chắc là cải tạo sẽ thành cái hồ. Còn bên cạnh là trường mầm non, trường học của xã Cổ Đông. Trường học này là trường học lớn nhất xã Cổ Đông. Và đấy, chỉ cần vài bước chân quý anh chị đã ra tới trục chính của Cổ Đông rồi. Đấy, đây là trục chính của Cổ Đông. Từ trục chính này ra đường quốc lộ 21 thì đúng là chỉ khoảng tầm 4 đến 500 m là ra trục quốc lộ 21 thôi. Đây, quý anh chị đi về hướng này là ra trục quốc lộ 21. Đây, đường rất rộng đúng không? Và đường vào mảnh đất đấy ạ. Đường vào mảnh đất thì ô tô cũng đi rất là thoải mái rồi. Gần với trường học. Đấy. Xung quanh đây em còn hơn chục lô nữa. Quý đầu tư đang gửi bán, và quý anh chị quan tâm đến cần thông tin về bất động sản cũng như là các lô đất tại Cổ Đông thì xin hãy liên hệ với em. Đây ạ, trường này rất là đẹp rồi. Đây mà quý anh chị nào mua để ở gần trường học với gần chợ đây thì rất là tiện rồi. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nha. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.